Xin chào cô gái xinh đẹp và ngang chàng đẹp trai. Cứ đến cuối năm khoảng thời gian này, mùa lễ hội thì các hãng mỹ phẩm thường cho ra mắt những set son mini rất là xinh để chúng mình có thể mua tặng người thân này, hoặc cũng là một cơ hội rất là tốt để bạn có thể thử nhiều sản phẩm với một mức giá hợp lý hơn. Thì trong video ngày hôm nay Trang sẽ thực hiện sort 5 set son đây, 5 set son mini này, và mình đã đếm được tổng cộng là 24 cây tất cả, nên mình gọi là đại chiến sort son là vậy. Bởi vì mình nhớ là chưa có video nào mình soát đến 24 cây hay sao ấy. 5 set này thì bao gồm có những màu son khác nhau, chất son khác nhau và với mức giá cũng khác nhau nữa, thì hy vọng là mọi người có thể xem và tham khảo và chọn cho mình một set phù hợp để dùng hoặc là tặng người thân nha. Giờ chúng mình cùng đi thẳng một phần soát và review nha. Ta da! Chúng mình sẽ cùng bắt đầu với một set son màu mè xinh xắn đến từ Hàn Quốc, đó chính là hãng Peripera cùng với set 5 cây son thỏi mini có tên là Ink Velvet Stick. Mỗi cây chỉ có trọng lượng là 1.3g, vỏ bên ngoài được in theo màu son bên trong, cả năm em đều có chung một mùi hoa quả ngọt nhẹ. Thoạt nhìn qua thì sẽ thấy ngay năm sắc son này rất là Hàn, đó là màu sắc tươi sáng, thiên về đỏ, hồng, san hô nhiều hơn. Chính vì vậy mình quyết định sẽ swatch bạn này theo kiểu ở giữa lòng môi và cả môi, đó là tô đậm vừa đủ để mọi người phân biệt được màu nhưng sẽ không viền môi rõ để trông Hàn Quốc hơn. Nếu bạn cũng thoa giống Trang thì sẽ thấy lớp son trên môi tương đối lì, không có độ bóng nhiều. Set này thì mình mua với giá là 350.000, tức mỗi cây là 70.000. Khi mới swatch lên tay thì mình thấy có những hạt bột màu hiện lên tương đối rõ, điển hình là cái bạn Youth Beige màu nút đào này. Khi thoa lên môi thì bạn này cũng có xu hướng không đều nhất, tông màu này cũng tương đối bợt nên chỉ bạn nào da siêu siêu trắng dùng thì sẽ hợp hơn, hoặc bạn cũng có thể làm màu beige ở dưới và pha thêm màu khác đậm hơn ở lòng môi. Khi nhắc tới Peripera là mình sẽ nhớ ngay tới các bạn son teen có độ bám màu dai dẳng. Thì bạn son thỏi này cũng có một lớp teen nhẹ, khi tẩy màu đi thì sẽ thấy môi hồng hồng nhạt nhạt cũng khá xinh. Độ bám màu trung bình, có trôi khi ăn uống. Set này sẽ rất phù hợp với các bạn học sinh bởi thiết kế trẻ trung, mức giá cũng dễ chịu nhất và màu sắc thì tươi tắn, không cần make up nhiều. Lưu ý với mọi người là chất son hơi khác giữa từng màu nha. Trong cả 5 màu thì mình thích nhất màu cuối Again Rose này. Màu đẹp nhất mà chất son cũng đều và mịn nhất là một tông san hô đậm xinh xắn, không kén da. Đây cũng là màu mà mình dùng ở đầu video luôn. Set mini thứ hai có tên là Pat McGrath Mini Matte Trans Lipstick Trio Skin Show. Hết cả hơi. Pat McGrath là makeup artist người Anh nổi tiếng thế giới, hiện 53 tuổi. Từ khi cho ra mắt hãng mỹ phẩm riêng thì các sản phẩm của cô rất được quan tâm bởi packaging thú vị độc lạ, điển hình là vỏ cây son có hình đôi môi này. Và các sản phẩm sẽ được bọc kín trong một túi nhựa có các hạt kim tuyến vàng rất là fancy. Set Skin Show mình mua thì nghiêng về tông nude đất, son không có mùi. Ở trên môi mình thì hai màu Omi và 1995 không khác nhau nhiều. Omi có nhiều sắc hồng hơn một tẹo. Chất son mềm và lên màu rất rõ với một lần quẹt. Khi thử lần đầu tiên thì mình rất ấn tượng. Lúc mới thoa son lên môi, cảm giác như có một lớp silicone mờ. Khi bập hay di hai môi lại thì sẽ tựa như môi đang chạm vào một lớp bột được mài mịn, không hề dính hay trơn trượt. Rất khó tả và lạ lùng vì mình chưa trải nghiệm cái cảm giác đó ở dòng son nào khác. Được mô tả là chất son lì nhưng với hai màu đầu thì mình thấy độ bóng khá rõ. Chất son nhẹ trên môi, không quá mềm mượt nhưng không làm khô hay căng môi. Trong cả ba màu thì mình thích màu Flash Bar này, có sắc đỏ, nâu cân bằng và rất tôn da. Hai màu trước thì sẽ hợp với các bạn make up sexy tây tây hơn. Tiếp đến là set 2 cây Charlotte Tilbury Mini Hollywood Liquid Lipstick Charms. Mỗi cây thì có dung tích là 1.2ml và thiết kế cũng y hệt như cây full size. Cách thiết kế của Charlotte Tilbury thì rất tinh tế và nữ tính, mình rất thích. Hai cây son mini này được để trong một túi giấy mô phỏng như hình chiếc túi xách dễ thương ghê. Chất son kem lì của Charlotte Tilbury thì rất là đặc và xốp, son có mùi vani hơi hắc một chút xíu. Chất son không lì lại hoàn toàn, có dây ra khi bạn uống nước, chính vì vậy lại khá dễ chịu trên môi, không khô căng môi lại. Trong hai màu thì chắc chắn là mình thích màu Showgirl này hơn, là một tông hồng tím nâu trầm nhã nhặn. Màu trước thì hơi hồng baby, mình ít khi dùng màu hồng như thế lắm. Set thứ tư nổi bật và chói chang này chính là MAC Shiny Pretty Things Lip Kit gồm 10 cây. Màu của vỏ cũng tượng trưng cho màu son bên trong. Mỗi cây thì có trọng lượng là 1.4g và được đựng trong một hộp nam châm rất rực rỡ, rất holiday. Thoạt nhìn thì bạn sẽ thấy vỏ son có cây bóng hơn, có cây lì hơn, bởi vì trong 10 cây này thì có tới 5 chất son khác nhau lận. Để xem chất son ở đâu thì bạn có thể nhìn là sticker dán ở đáy son. Trong phần swatch thì mình cũng có để tên và chất son của từng màu trong ngoặc để mọi người dễ phân biệt. Đơn giản nhất thì mọi người nhìn kỹ chất son trên môi mình thì sẽ thấy là có cây bóng ít, bóng nhiều, lì ít và rất lì. Từ vỏ cây son hình viên đạn cho tới mùi hương vani thì vẫn là đặc trưng của MAC từ trước đến nay.
Cá nhân mình nhận xét thì set 10 cây này về màu sắc tuy rất đa dạng nhưng lại hơi khó dùng một chút xíu nếu bạn chỉ đang tìm kiếm những màu son hàng ngày thôi. Còn nếu bạn yêu thích make up và muốn thay đổi phong cách liên tục thì có thể sẽ rất là thích cái set này đấy. Các cây này cũng là những màu tiêu biểu của MAC và hiện vẫn đang bán lẻ nên nếu bạn nào có ưng màu nào đặc biệt thì có thể tìm riêng xem sao thay vì mua cả set. Lưu ý chất son Retro Matte thì là chất son lì nhất. Khi thoa lên môi hay lên tay thì sẽ thấy có một độ rít và khô, nhưng ngược lại cái nhìn tổng thể thì rất là lì, mịn, đẹp. Trong khi đó thì chất son Lustre của màu Sea Shear ban nãy mỏng hơn, trơn và mịn hơn, độ bóng cũng nhiều hơn, mềm môi và cũng trôi nhanh hơn. Chính vì mỗi chất son có đặc tính khác nhau, độ bám màu hay là độ bóng lì cũng vì thế mà khác nhau nhiều. Các bạn cứ tìm hiểu thật kỹ để tránh nhầm lẫn chất son muốn tìm nha. Các màu có sắc hồng, tím thì sẽ để lại một lớp base màu trên môi rất rõ. Chính vì để môi không bị sưng và hồng lên thì mình đã chia thành nhiều ngày quay để hoàn thành hết các set mini này cho mọi người cùng xem. Tuy hơi lâu để hoàn thiện nhưng hy vọng mọi người sẽ thích. Vì cuối năm là dịp chúng mình sắm sửa, shopping điên đảo nên mình cũng muốn đưa ra được nhiều sự lựa chọn hơn. Còn set mini nào hay sản phẩm nào bạn đang tâm tia thì hãy hú trang liền nha. Các tông màu dễ dùng nhất trong set này thì có thể kể tới Twig, Ruby Woo, Chili và Diva. Dù đã ra mắt rất lâu rồi nhưng lần nào thoa lên cũng thấy cưng. Chất son matte của MAC cũng có nhiều màu đẹp nhất, không lì hoàn toàn mà sẽ thấy có một độ bết dính và bóng nhẹ khi kể cả khi thoa lên tay hay môi. Đây cũng là chất son mình thích hơn cả trong tất cả các chất son khác nhau của MAC. Màu lên rõ và độ bám tốt, có phai khi ăn uống nhưng màu vẫn bám tốt nếu bạn không ăn trong khoảng 3-4 tiếng. Chili là một tông cam đỏ đất trendy, trong khi Diva là một tông mận rượu sắc sảo quyến rũ. Mang đầy màu sắc Giáng sinh chính là set 4 cây Too Faced, có tên Sweet Smell of Christmas. Ngoài packaging luôn bánh bèo dễ thương thì các sản phẩm của Too Faced còn gây ấn tượng đặc biệt với mình bởi một điểm, đó chính là mùi hương. Đã lỡ mê mệt cách bằng mắt với đủ các mùi hương thơm ngát thì set 4 cây này cũng lại đốn tim thêm lần nữa. Mỗi cây lại mang một hương thơm đặc biệt tượng trưng cho tên của chúng. Lần lượt các màu Pumpkin Spice, Sugar Cookie, Cinnamon Bear và Hot Butter Rum đều là những đồ ăn thức uống, những nguyên tố không thể thiếu của một mùa Giáng sinh ấm áp ở Mỹ. Những bạn nào đã thử hay trải qua thì sẽ thấy những mùi hương này rất quen thuộc, rất giống. Các màu son cũng được lấy cảm hứng từ màu sắc của các món đồ ăn thức uống đó luôn. Mỗi cây tới 30ml lận. Chất son kem đặc vừa phải, màu lên rõ và đều. Khi mới thoa son thì sẽ hơi dính một chút. Bạn đợi khoảng 3-4 phút thì lớp son sẽ dần lì lại hơn và rất đẹp. Set có 4 cây thì mình ưng 3 cây rồi. Có cây nút bột Sugar Cookie thì không ưng lắm. Bột quạ. 3 màu còn lại thì rất tôn da và hợp với nhiều tông da khác nhau. Đặc biệt là màu đỏ Cinnamon Bear này thì quá nổi bật và hút mắt. Đỏ như nhung nhỉ. Nếu chỉ uống nước thì son không trôi đi nhiều. Vì là dạng son kem lì lại nên các bạn môi khô vẫn hãy cân nhắc kỹ nha. Thường thì các set son mini này là phiên bản giới hạn dành riêng cho mùa lễ hội nên bạn nào có tâm tia thì hãy xí về thật nhanh nha. Cảm giác sở hữu các phiên bản giới hạn luôn thú vị mà đúng không? Mọi người đã chọn được cho mình set mini nào trong 5 set vừa rồi chưa? Ngoài ra thì mình còn có một thông báo nhỏ nhỏ và thú vị khác nữa. Đó chính là ngày 12 tháng 12 tới đây thì tình cờ vừa là sinh nhật của Ophelia cũng là sinh nhật của Shopee nên cả hai bên đã quyết định có một sự kết hợp để cho ra đời set Make a Wish. Set Make a Wish mình đang cầm trên tay đây thì gồm có 3 thỏi son là 3 màu top seller rất là được yêu thích trong bộ sưu tập Touch of Rose và đó là 3 màu Hermosa, Summer Wine và Silver Moon. Thì mỗi cây sẽ có dung tích là 1ml và được bán độc quyền, cả set này sẽ được bán độc quyền tại Shopee bắt đầu vào 9 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2018. Mọi người nhớ nha, 9 giờ sáng ngày 12 tháng 12 để Ophelia có thể tồn tại, phát triển và lớn lên trong 2 năm qua. Đó là nhờ sự ủng hộ và đồng hành của rất là nhiều bạn, nhiều anh, nhiều chị, rất là nhiều người. Và để đánh dấu sự đặc biệt, quan trọng của sinh nhật 2 tuổi này thì chúng mình đã cho ra đời set mini này theo yêu cầu của rất là nhiều bạn. Ngoài ra thì 100% lợi nhuận của set Make a Wish được bán trong ngày 12 tháng 12 thì sẽ được dành hết cho hai tổ chức cộng đồng, đó chính là Mộc Khoe Sắc và chuyến xe mùa xuân Tết Sum Vầy. Chúng mình hy vọng là có thể chia sẻ niềm vui trong ngày sinh nhật này tới nhiều người khác nữa. Nếu như bạn muốn tham gia và muốn tìm hiểu thêm về hai tổ chức cộng đồng này thì mình cũng sẽ để link ở phần description bên dưới để mọi người tham khảo thêm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay và chúc các bạn có một tháng cuối năm bận rộn, vui vẻ nha. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Bye bye!